Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp tại Berlin, Đức. Phó Thủ tướng cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư về trong nước. Việt Nam quảng bá và xúc tiến du lịch tại Pháp thông qua hội chợ du lịch quốc tế IFTM Top Resa với chủ đề Hà Nội, cái nôi của di sản văn hóa. Chèo 48 giờ sáng kiến của một nhóm bạn trẻ được giải thưởng từ cuộc thi Ý tưởng tôi 20 với mong muốn đưa chèo đến gần hơn với người trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến công tác tại châu Âu, vào tối ngày 22 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và gặp gỡ đại diện doanh nghiệp người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã báo cáo sơ lược với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác về tình hình quan hệ Việt-Đức đang phát triển tốt đẹp, về những hoạt động của Đại sứ quán trong việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước như tổ chức hội thảo, tổ chức chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh tại trụ sở Đại sứ quán, về hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và mối quan hệ gắn bó chung sức giữa Đại sứ quán và cộng đồng trong các hoạt động tăng cường quan hệ với Đức và hướng về quê hương đất nước. Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đức, đối với sự phát triển của đất nước. Ông bày tỏ vui mừng trước việc người Việt Nam ở Đức tạo được hình ảnh tốt đẹp đối với nhân dân nước sở tại, như tạo được nhiều công ăn việc làm, căn dặn cộng đồng nên tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, quan tâm để con cháu biết tiếng Việt, giữ truyền thống văn hóa Việt Nam. Ông cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư về trong nước. Cũng trong ngày 22 tháng 9, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia năm 2016. Gần 250 đại biểu đến từ các tỉnh thành doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham dự diễn đàn. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam Thạch Dư cho rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia trong thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Campuchia với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2015 đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam có 182 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký là 2,85 tỷ đô la. Phó Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia, ông Chia Vuthi cho biết Campuchia thực hiện chính sách kinh tế mở, không giới hạn giao dịch ngoại tệ, không kiểm soát sản phẩm và dịch vụ. Trong dịp này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã trao đổi về những thuận lợi và khó khăn khi tham gia đầu tư tại Campuchia. Những kiến nghị của doanh nghiệp Việt Nam đã được đại diện bộ ngành Campuchia ghi nhận và nghiên cứu để giúp cho việc hợp tác đầu tư của hai nước đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày 22 tháng 9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc báo chí Nhật Bản vừa qua đưa tin một số người Việt ở Campuchia trở thành mục tiêu kỳ thị và tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài là luôn quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho đồng bào làm ăn sinh sống và đồng thời hòa nhập tốt với đời sống của nước sở tại. Đối với người Việt Nam ở Campuchia, các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để đảm bảo cuộc sống, các điều kiện sinh sống và làm ăn thuận lợi cho bà con. Việt Nam luôn bày tỏ mong muốn rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương của Campuchia quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia để bà con sinh sống và làm ăn ổn định. Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Việt Nam tại Bucharest với sự tham dự của hơn 300 quan khách Romania, đoàn ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt tại nước này. Đại sứ Trần Thành Công điểm lại những nét lớn trong thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam về phát triển hòa bình, chung vai cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về quan hệ song phương Việt Nam-Romania, đại sứ nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Romania góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa EU và ASEAN cũng như trong khuôn khổ hợp tác Á-Âu. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với họa sĩ Văn Dương Thành tổ chức một cuộc triển lãm tranh nhằm giới thiệu về đất nước, văn hóa, truyền thống của Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế IFTM Top Resa diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 tại Pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam với chủ đề
Hà Nội, cái nôi của di sản văn hóa. Sự kiện đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung, cũng như các chính sách cởi mở đã được triển khai nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Chương trình quảng bá được bắt đầu bằng việc trình chiếu bộ phim tài liệu giới thiệu vẻ đẹp về đất nước và con người Việt Nam, trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như các làn điệu quan họ, múa lục cúng hoa đăng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo trúc. Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu bật vị trí và tầm quan trọng của ngành du lịch trong nền kinh tế Việt Nam với những con số ấn tượng về lượng du khách quốc tế ngày một tăng, đạt gần 8 triệu lượt khách trong năm 2015 và mục tiêu thu hút 11 lượt triệu khách quốc tế vào năm 2020, đóng góp khoảng 7% tổng sản phẩm nội địa GDP. Đại sứ cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua, trong đó có việc miễn thị thực tại 6 thị trường châu Âu, đưa vào khai thác máy bay mới A350 hiện đại trên tuyến đường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Paris, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để du khách quốc tế đến với Việt Nam. Cũng tại sự kiện, đại diện các công ty lữ hành của Pháp bày tỏ sự hài lòng vì sự phát triển trong hợp tác về du lịch giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là chính sách miễn thị thực đối với du khách Pháp của chính phủ Việt Nam, một sáng kiến rất hay đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Pháp. Trước khi diễn ra chương trình chính thức của buổi lễ xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Pháp đã có buổi làm việc, trao đổi cụ thể về tình hình thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch mới với việc liên kết xây dựng các tuyến du lịch mới phù hợp với thị hiếu của từng đối tượng du khách. Mục tiêu là tăng lượng du khách từ Pháp đến Việt Nam và cả lượng khách từ Việt Nam đến Pháp trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi nước. Từ nhiều thế kỷ qua, trong những ngôi chùa Việt cổ, những bức hoành phi câu đối thường được viết bằng chữ Hán hay Hán Nôm. Tuy nhiên gần đây, một số chùa trùng tu xây mới đã sử dụng chữ quốc ngữ thay cho hệ thống chữ Hán Nôm này. Sự thay đổi này được người dân đón nhận, mở ra hướng suy nghĩ mới trong việc bảo tồn di sản trong hơi thở của đời sống hiện đại. Nằm ở con phố trung tâm thủ đô Hà Nội, chùa Quán Sứ khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ấn tượng bởi hệ thống câu đối bằng chữ quốc ngữ ngay từ cổng chùa. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 15, nhưng trong lần trùng tu gần nhất cách đây vài năm, nhà chùa đã quyết định thay hệ thống chữ Hán Nôm bằng chữ quốc ngữ ở khu vực cổng và tam bảo. Xây dựng mới, ta phải phổ cập tất cả chữ quốc ngữ để cho nhân dân, tất cả mọi người trí thức đều đọc cái câu đối để hiểu biết về cái giá trị nhân văn của cái nền văn hóa Việt Nam. Chùa này viết chữ quốc ngữ thì chúng tôi sẽ hiểu dễ hiểu hơn và có thể hiểu một phần nào đấy, tất nhiên là không hiểu hết nhưng mà có hiểu so với này cái chữ Hán. Hiện nay một số ngôi chùa mới xây đã bắt đầu sử dụng chữ quốc ngữ như chùa Yên Phú, chùa Linh Thông ở Hà Nội hay chùa Phật Tích Bản Dốc ở Cao Bằng. Đó là chưa kể hàng chục di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia mới xây dựng hoặc trùng tu cũng dùng chữ quốc ngữ trên hoành phi câu đối. Bộ Văn hóa cho biết đây là chủ trương mà Bộ khuyến khích các địa phương từ hàng chục năm trước. Đối với các công trình xây dựng mới ở di tích thì nên sử dụng chữ quốc ngữ. Một là cái chữ quốc ngữ là cái chữ mà người dân cũng như là du khách thập phương hiện nay có thể đọc được. Thứ hai nữa, cái cách thể hiện của nó bây giờ là có rất nhiều cách thể hiện, trong đó có thư pháp về chữ quốc ngữ, và trong thời gian vừa qua xã hội cũng chấp nhận cái thư pháp và chữ quốc ngữ mới này. Ngay cả với các di tích cũ, cũng có ý kiến đề xuất cần có lời chú thích, phiên dịch bên cạnh các văn tự cổ để người dân có thể hiểu về thông tin lịch sử cũng như các thông điệp liên quan đến di tích. Những cái bài trí ở trong chùa thì nên đưa những cái biển nhỏ chữ Việt để giải thích. Ví dụ cái ban thờ này là gì bằng tiếng Việt, ban thờ kia là gì, tượng này là gì kia bằng Việt, thì cái đó là hoàn toàn rất là tốt. Theo thống kê, hiện có khoảng 100.000 người Việt có thể đọc chữ Hán và Hán Nôm, trong khi dân số nước ta là trên 90 triệu người. Vì thế, việc xuất hiện ngày càng nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng sử dụng chữ quốc ngữ cho thấy sự tiếp biến một cách tự nhiên của văn hóa trong dòng chảy đổi thay không ngừng của cuộc sống. Thưa quý vị, chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, bắt nguồn và phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam. Những làn điệu chèo đã làm say đắm nhiều thế hệ người Việt. Với mong muốn đưa chèo đến gần hơn với người trẻ, nhất là các bạn sinh viên,
Năm 2014, dự án Chèo 48 giờ đã ra đời. Đây là sáng kiến của một nhóm bạn trẻ được giải thưởng từ cuộc thi Ý tưởng Tôi 20 tổ chức vào năm 2013. Đến nay, các khóa học chèo của dự án này đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ. Thanh Hà là học viên của khóa học chèo từ những năm đầu tiên của dự án Chèo 48 giờ. Bằng niềm say mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống này, mỗi năm khi dự án mở lớp, Hà vẫn tiếp tục tham gia để được học thêm nhiều làn điệu chèo khác. Mình xuất thân là sinh viên ngoại ngữ, cho nên là khi mà mình tham gia những cái chương trình giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế thì mình thấy rằng là các bạn ấy rất hứng thú với nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và mình có thể đem cái văn hóa Việt Nam giới thiệu với công chúng nước ngoài, cho nên mình thấy rằng là nó rất là bổ ích và việc mình đã quyết định tham gia cái khóa học chèo này. Khi là một mẹ đốt đánh đá chuông hoa trong trích đoạn xã trưởng mẹ đốt. Lúc lại là một thị kính dịu dàng với khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi khi được cha mẹ gả cho người chồng tốt qua trích đoạn Vu Quy trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Khả năng hát và diễn xuất của Hà cùng các bạn trẻ khác khiến khán giả thán phục. Rất là vui. Vui là cái thứ nhất là do là từ thế hệ trẻ của các cháu bây giờ là cũng rất thích những cái loại hình nghệ thuật cổ. Ngoài cái sự đam mê của các bạn trẻ này là còn có các bạn có cái giọng rất là hay. Phải nói là cái bạn mà đóng cái vai thì kính, cái giọng rất cao và cảm thấy rất là phục bạn ấy. Tại đêm gala tổng kết khóa học năm nay, các học viên đã biểu diễn 6 tiết mục ở 3 thể loại: chèo, sẩm và chầu văn. Điều đặc biệt, họ đều là những người không chuyên và còn rất trẻ. Trong thời gian 15 buổi của khóa học, họ đã được học và thực hành cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Không có gì hạnh phúc và vui bằng khi mà những cái người ngoại lệ mà họ lại yêu đến cái môn nghệ thuật mà mình theo đuổi cả cuộc đời. Đấy thì tôi cũng chỉ ước mong rằng nó sẽ nhân rộng ra, nó sẽ lan tỏa ra tất cả các trường đại học trên toàn quốc. Biết là cái giá trị của nghệ thuật truyền thống. Từ điểm nhìn là chèo, chúng tôi bắt gặp rất là nhiều các loại hình nghệ thuật khác, cũng những cái giá trị khác như là sẩm hay là chầu văn. Và chúng tôi đặt ra cho mình những cái mục tiêu đó là khám phá càng nhiều càng tốt những loại hình, những cái nghệ thuật quý báu của cha ông để lại. Một điểm mới của chương trình năm nay là đêm gala tổng kết được tổ chức ở ngay trong một trường đại học thay vì tại sân đình hay sân đền như mọi năm. Đây cũng là một yếu tố giúp chèo cũng như nhiều loại hình âm nhạc dân gian khác đến gần hơn với sinh viên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.